chào 896 bạn ở đây. Cô chào từng người nhá. Chào anh Tuấn, chào Hoàng Lam, chào Trần Đăng Khoa, chào Nguyễn Trình, chào Nguyễn Tuyến, chào Nguyễn Trình. Lâu lắm rồi cô Trang chưa kêu gọi mọi người share những cái clip này của Trang nhỉ, những cái buổi live stream của Trang nhỉ. Đợt trước cô kêu gọi rất là nhiều. Hôm nay tối chủ nhật nên chúng ta cũng cần phải ngủ sớm để ngày mai là đầu tuần rồi mà. Ngày mai chúng ta sẽ phải làm việc đầu tuần rất là năng lượng. Thì như ngày trước ấy, ở Facebook chính của cô Trang kêu gọi share bạn học sinh nào thế, bạn nào thế. Lúc nào cũng có một cái quy tắc là share những cái buổi livestream cho cô Trang. Share và tag 5 người bạn vô. Thì lâu lắm rồi cô Trang chưa có cái yêu cầu đó đối với mọi người. Ở Bigo hay là ở những cái trang mạng mà clip mà những idol clip ấy thì người ta hay được tặng quà, tặng bằng đậu, bằng tiền dạng như thế. Thì cô Trang clip ở trên những cái trang public này thì cũng không yêu cầu mọi người tặng gì, nhưng rất là muốn yêu cầu mọi người là mọi người coi như là tặng cô Trang đi, tặng cô Trang một cái xe, một cái bổ quả xẻ. Hoặc là không tiện xe trên từng cá nhân thì chúng ta có thể xe vào các hội nhóm, hoặc là có thể tác 5-6 người bạn vô đây. Để sao ạ? Cô Trang thích thế, để cô Trang cái name của Trang, cô Trang được lan tỏa, cái những cái nick chính của cô Trang được lan tỏa được nhiều các bạn mà biết đến, để tránh cái tình trạng mà bị theo dõi vào cái nick fake, bị theo dõi vào những cái trang fake. Rất là nhiều học sinh vào những cái trang fake vào bị lừa này, bị lừa đóng tiền học gì, đóng tận 1,3 triệu mà cũng đóng. Rất là nhiều học sinh vào chụp ảnh cho cô Trang, em vừa đóng học phí, đóng tận 1,3 triệu mà nghe nói là sao không tên tài khoản không đúng tên cô Trang. Thì bên kia, cái bên mà nó lừa ấy, nó fake cô Trang, nó nói luôn là đây là kế toán trợ lý của cô Trang anh ạ. Liệu thường thường cô Trang có bao giờ đứng ra rep tin nhắn được đâu, đây là em là kế toán, là trợ lý của cô Trang, hay người đó vào tài khoản ở đây em sẽ cho vào lớp đó. Lừa rất là ngoạn mục mà nhiều ông cũng tin thật ấy. Nhìn những cái Facebook mà lẹt đẹt có mấy nghìn ca lượt theo dõi, hay như trang page lẹt đẹt ấy, không chắc chắn là không phải cô Trang rồi. Cô Trang là phải một cái Facebook hay một cái trang page ấy, nó phải nhiều nghìn lượt follow thì đó mới là trang chính. Thì cô Trang là trang thu trịnh, cô Trang trên 2.000 người theo dõi follow, và trang page chính của cô Trang là cô Trang siêu ba vòng, không một chữ nhé, hoàn toàn không một số nhé, hoàn toàn bằng chữ, và 50 mấy nghìn lượt like rồi ấy. Đầu gối cô là bị té từ tháng trước, nó đang ăn do non và nó không biết là có thành bị sẹo không, nhưng mà chắc là cũng có. Nhưng mà cơ địa cô Trang cũng là sẹo trắng lên, cũng chắc là cũng không sao, chắc là mấy tháng nữa thì nó đỡ. Các em bây giờ đã có những ai mà chia sẻ buổi livestream này cho cô Trang chưa? Chia sẻ dùm cô Trang nhá. Hoặc là nếu không chia sẻ được thì chúng ta có thể tag thêm 4-5 bạn học sinh vào đây, 4-5 bạn nữa vào đây để giao lưu, và để tránh cái tình trạng mà follow những cái Facebook, những cái trang pay ảo nhé. Còn nhiều cái Facebook ảo rất là hay, nhiều Facebook ảo fake đúng cô Trang, xong lại bán những cái đồ quần áo nam y hệt những cái mẫu của cô Trang cơ. Người ta vượt được rất là nhiều khách, vượt được nhiều kinh khủng luôn. Bây giờ đúng là cái trên trang mạng cái gì người ta cũng có thể làm fake được, mà làm fake rất nhanh. Chỉ có mỗi là những cái bạn mà người tiêu dùng, hay là những cái bạn mà thích một ai đó mà muốn follow hay là muốn giao lưu ấy, thì lại lên kiểu dạng như là mình tìm hiểu và mình có tư duy một chút, không một cái nick nào mà đang nổi trên mạng thì là có ít cái lượt follow cả, không bao giờ có. Cái lượng follow mà cứ dưới 10k là lượng follow ít rồi.
cái áo này nó bị hơi hở nên là hơi bị lộ hàng nên cô cứ phải kéo liên tục thế. Đúng rồi, tóc cô đang bị bết đây vì cô rất là bận, thật sự là dễ bị lộ hàng lắm. Facebook này của cô Trang là Facebook phụ thôi vì Facebook chính đang có bị khóa, tạm khóa mất 30 ngày. Dạo này Facebook làm căng lắm nên đụng tí, mà hôm cô Trang up lên cái ảnh ấy, ghi chữ thằng vào, ghi đúng chữ thằng thôi mà Facebook cũng khóa luôn. Rất là chặt chẽ. Đó. Chỉ ghi chữ thằng thôi đấy, lên đâm ra bây giờ ở trên Facebook các em nào mà chú ý nhá, nếu mà ghi chữ thằng hay chửi nhau hay là viết chữ sách mà rõ chữ sách ra thì cũng bị khóa luôn đấy. Thấy bảo năm 19 cả 20 này là làm Facebook làm rất là căng. Thế những bạn nào mà tránh cái tình trạng bị khóa Facebook không đáng có thì nhớ biết tránh né những cái từ đó ra, những cái từ nhạy cảm hay những chữ từ chửi nhau gây thù hấn ấy thì là nên biết tránh né ra. Có em nào hôm nay tặng cô Trang một cái bổ quả xẻ không nhỉ? Tặng cô Trang livestream này, chia sẻ tặng 5 4 5 các cái bạn mới vào đây. Lâu lắm rồi cô chưa có cái yêu cầu gì đâu. Lâu lắm rồi đấy, mà cũng lâu lắm rồi là chưa nhảy. Ở trong group kín của cô, lớp học của cô cũng dạo này cũng hay là ngồi nói chuyện chứ còn nhảy thì chưa 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 dạo này chưa thấy nhảy. À, những em nào mà chia sẻ nhiều ấy, hôm nay buổi livestream này mà chia sẻ nhiều, tác nhiều bạn các bạn vào đây thì mấy hôm nữa cô Trang sẽ nhảy. Cô Trang sẽ quả quả réo, lâu lắm rồi chưa nhảy luôn ấy. Không biết là các em có nhớ cái điệu nhảy của cô Trang không? Nhưng mà bây giờ cô Trang mà nhảy public thì cô Trang sẽ không được cởi đồ ở trên trang mạng cá nhân này nữa rồi. Mà cái phần cởi đồ là sẽ chỉ có trong lớp học kín của cô thôi. Nên là nhảy thì các em cũng đừng bỡ ngỡ nhá, là cô Trang chỉ mặc những cái bộ đồ đi chơi này để nhảy nhảy thôi. Kèm theo là nhảy với nhạc cho các em thôi, chứ còn cái phần cởi đồ mà nhạy cảm mặc đồ lót, mặc đồ ren mỏng ý, lọt khe lọt khít là chỉ có ở trong lớp học kín thôi. Nhưng các bạn nào mà muốn xem sâu hơn ý, muốn xem mọi thứ nó kỹ mà nó sâu hơn, chi tiết hơn thì đăng ký vào lớp học riêng của cô, à đăng ký vào lớp học kín của cô. À, đúng rồi, cô hôm nay cô mặc nội y không đồng màu màu với cả bộ set đồ này, có cái quần chip màu màu y hệt màu như thế này đấy, nhưng mà không mặc tại vì không nghĩ là ngồi thế này nó bị lộ nên lên ra không mặc. À, cô cũng rất thích là bơm ngực, cũng rất là thích đấy, rất thích bơm ngực, dạng như là đặt túi ngực vào, nhưng mà sợ, thật sự là sợ sợ cái kiểu mà hôn mê mà nhớ mày có vấn đề gì mình không tỉnh được dậy, nên ra rất bị sợ, luôn luôn bị ám ảnh, bị sợ cái đấy, nên ra rất thích là làm ngực nhưng mà
vì sợ như thế nên ra là không làm, chưa biết là mình sau này mình có can đảm để mình làm không thì cũng chưa biết. Ở Việt Nam thì thấy ngực cô thì nhiều bạn mà thì bảo ngực xệ thì đúng thật là nó dạng hình giọt nước mà nó sẽ hơi chảy chảy một chút, nhìn nó mềm mại. Như đối với ở bên nước ngoài người ta rất là chuộng cái dạng ngực như thế này, người ta bảo ngực như thế này để sexy, nhìn nó dạng như gợi cảm ấy, nhìn nó mềm mại gợi cảm. Bên nước ngoài người ta rất chuộng cái ngực kiểu như cô. Nhưng mà cô Trang thì sang bên nước ngoài mà sống đúng không? Sang bên nước ngoài sống thì là chuộng ngay, nhưng mà ở Việt Nam thành ra là cũng nhiều bạn là không thích ngực như thế này. Đó, với một vấn đề nữa là ngực cô hồi con gái rất là đẹp, to vừa căng vừa tròn. Nhưng mà đây là sinh nở ba em bé rồi nên chúng ta không thể là tránh được cái tình trạng mà nó sẽ hơi sệ một chút. Nhưng mà không mặc đồ ấy thì nhìn cái quả ngực nó vẫn có một cái quả ngực tròn hình giọt nước, chứ nó cũng không phải là như mọi người nói là ngực xệ, cái kiểu ngực xệ vú mướp thì lại nó lại chảy theo cái kiểu khác, nó chảy theo cái kiểu mà nó không được tròn nữa. Ngực này ở bên nước ngoài người ta gọi là ngực kiểu sexy, gợi cảm. Đó, ở bên nước ngoài thì cái kiểu ngực tròn hay là ngực căng, nhất là những cái ngực mà căng căng tròn như hai quả bóng, ngực mà làm ấy, ngực làm thì là ngực nó sẽ căng tròn như hai quả bóng. Khi mà nằm thế này thì là cô Trang này nó sẽ ngửa sang hai bên thế này. Đó, ngực cô Trang, ngực thật thì nó sẽ ngửa sang hai bên, nó tràn hết sang hai bên. Còn khi mà ngực làm ấy thì nó vẫn nguyên si ở cái chỗ vị trí này, nó vẫn như một cái bát ấy, cái bát con nó úp ở chỗ này, còn ngực của cô nó sẽ tràn hết hai bên. Nói chung là cũng thích đi làm ngực lắm, nhưng mà sợ, vấn đề là bị sợ. Đúng rồi, cô ba bé nhưng mà tận 4 người bú liền cơ mà. Các em không thể làm bì cô với cả những cái bạn mà chưa sinh nở được. Tại vì các bạn nam thì các em nam thì không hiểu được phụ nữ sau khi sinh nở thì cái cơ thể nó thay đổi kinh khủng như thế nào. Nếu mà cô Trang cho lại cô Trang cái thời kỳ mà cô Trang chưa sinh nở thì cái người của cô Trang thì không phải nói. Đó, mọi thứ nó rất là đẹp. Nhưng mà khi mà sinh nở rồi thì nếu mà như thế này thì là cô Trang đã rất là hài lòng với một cái cơ thể của mình, với phụ nữ ba em bé mà vẫn còn giữ được như thế này là cũng là rất là mừng, rất là may mắn rồi. Còn không thể so sánh những phụ nữ mà sau sinh nở rồi mà đối với phụ nữ mà đối với những các cô gái mà chưa sinh nở cả. Cái cơ thể mà phụ nữ trải qua lúc chưa đẻ sinh nở nó thay đổi rất là nhiều. Thay đổi kinh khủng. Những cái bạn nào mà trong 600 bạn ở đây mà có vợ rồi mà từng chưa đẻ rồi thì các bạn sẽ biết rất là rõ. Những bạn nào mà muốn đăng ký vào lớp học của cô Trang ấy thì inbox vào Facebook này cũng được, hoặc inbox vào Facebook chính, hoặc inbox vào trang page chính của cô Trang là cô Trang siêu ba vòng, hoàn toàn bằng chữ hết, không có số. Thì bên đấy các sẽ có những bạn chọn quản trị viên, các bạn nhân viên check tin nhắn thì sẽ hướng dẫn cụ thể cho các em cách đăng ký chuyển khoản vào lớp học.
Và khi mà các em chuyển khoản nộp BIN rồi ấy, thì là các bạn sẽ đưa cho các em đường link và các em vào, thì bên cô sẽ có những bạn ban cán bộ của lớp học kín sẽ duyệt cho các em vào vô nhé. Mỗi trận tội chắc là chân sắp thành thành sẹo rồi, ngày nào cô cũng phải bôi nghệ vào đấy để cho đỡ đấy. Bôi cái thuốc chống sẹo ấy nó làm mỏng cái da của mình đi, nó khó chịu lắm. Nói chung là các cái thuốc nó không bao giờ nó bằng những cái đồ mà thiên nhiên tự nhiên của từ các cụ ngày xưa để lại cả. Nói chung nghệ là vẫn là tốt nhất. Nhiều cái bạn mà nói comment cái câu mà rất là khó chịu, gây mà tại như kích động người khác là cô không thích đâu, thật sự là cô Trang không thích. Hoặc là những cái bạn nào mà comment quá tục tĩu mất dạy là cô Trang cũng không thích. Nói chung chúng ta giao lưu với nhau ở một cái Facebook của người khác, đó là cái văn minh lịch sự tối thiểu là chúng ta lên comment những cái điều vui vẻ, những cái điều tích cực đó. Nếu mà không dành được cho nhau những cái điều vui vẻ, những cái comment tích cực thì chúng ta chỉ xem thôi, không lên comment gì cả. Đó là cái lịch sự tối thiểu vào cái Facebook người khác xem. Nhiều bạn rất là ra vẻ cái giọng là câu like rẻ tiền, rồi là câu like đủ bán hàng chưa. Thì đúng là cô Trang thường hay mặc những cái đồ thiếu vải để mà câu like, chủ yếu là câu cái lượng follow ở Facebook của mình được cao, và để mình bán hàng mọi thứ cho nó suôn sẻ, cho nó đông khách hơn, cho cái name của mình, cái Facebook của mình nó lan tỏa, thì những cái đồ mình bán lên thì nó sẽ được đông người quan tâm hơn. Nhưng các em đừng khinh những cái bạn mà, đừng nói ra giọng nghe vẻ là rất là khinh những cái bạn mà làm chiêu trò câu like. Người ta mỗi người có một cái hướng đi riêng và một cái chiêu PR riêng, đó là chiêu PR cho kinh doanh, chứ người ta cũng không có làm việc gì trái với đạo đức hay là trái với cái mà luật pháp của xã hội cả. Thì nói chung là đừng có mà nghe, nói cái giọng mà nghe vẻ khinh những cái bạn đó. Những cái bạn mà lượng follow cao ấy toàn là những cái bạn kiếm tiền rất là khủng. Nói thật, nói thật sự cho các em là những cái bạn, những cái người mà comment cái câu, những cái câu mà câu like đã đủ bán hàng chưa, rồi là như thế này như thế kia thì chắc gì đã làm một tháng làm được mấy trăm triệu, chắc gì đã làm một tháng được mấy trăm triệu đâu, hay là một tháng phọt phẹt 15 20 triệu thôi. Những cái bạn mà bán hàng mà lượng Facebook mà khủng ấy, bạn nổi ấy, người ta cái lượng follow Facebook người ta khủng, người ta kiếm tiền rất là dữ dằn, một tháng ít nhất phải mấy trăm triệu. Nói thật, một tháng phải ít nhất mấy trăm triệu, kiếm tiền rất là khủng. Nói chung là mây tầng nào thì biết cái dạng mây tầng nào thì biết mây tầng đó thôi. Nên nói ra, nếu mà có nói ra thì các bạn mà người ta ở cái ở cái hoàn cảnh khác, người ta cũng nghĩ là mình bốc phét. Và khi mà mình nổi tiếng hay là mình nổ trên mạng xã hội ấy, mình nói ra một câu nào cũng có những cái chiều hướng là người ta không thích, người ta cũng nói mình bốc phét như thế này kia. Rất là một cười. Giống như là lần cái nick Facebook chính của Trang ấy, nick Facebook, đây là nick Facebook phụ nhá mọi người nhá, không phải nick Facebook fake đâu nhá, mọi người nhớ chú ý nhá. Đây là buổi livestream trực tiếp của cô Trang, là chưa có một nơi nào phát lại cái livestream này, vì đây là cô Trang đang phát trực tiếp. Bây giờ là đang 11:03. Đang 11:03 rồi. Facebook chính của Trang là Facebook Trang Thu Trịnh, trên 200.000 người follow, thì là bị đăng cơ, bị trục trặc, bị khóa 28 ngày nữa mới mở. Thì trong tháng này cô Trang sẽ sử dụng bằng Facebook này. Cô Trang kể tiếp là giống như đợt trước, là cô Trang mỗi lần cô Trang quay livestream ở Facebook thật ấy, thì hàng hàng trăm nghìn lượt xem. Mỗi cái buổi clip đó, có cái clip mà cô Trang đạt tới 400-500 nghìn lượt xem, đó rất là khủng. Thì thường xuyên những cái lúc mà clip xong, thường xuyên là đêm, là các bạn gọi rất nhiều, gọi réo Facebook rất là, gọi réo điện thoại rất là nhiều, và đa số là dùng cái số điện thoại đẹp để
để gọi cho cô Trang để làm quen. Thì các bạn nam bao giờ nghĩ cả số điện thoại đẹp khủng thì chả là ghê, chả là dễ làm quen hơn những cái số điện thoại cùi bắp đúng không? Đây là sự thật mà. Chúng ta nên nói sự thật với nhau, không nên nói những cái vòng vo hay là hoa mỹ, nó không sự thật. Đó, đây là mình kể chuyện mà, nên kể chuyện thật. Thì sau cái buổi live stream thường xuyên là các bạn đã vào điện thoại của cô Trang toàn là dùng số tứ chín rồi lục chín rồi là các số sau đây. Thì cô Trang rất là bực mình vì đêm rồi mà rất là bực mình, dập máy liên tục, chặn liên tục. Thì cô Trang mới viết lên cái status ở Facebook Trang Thu Trịnh ấy là những cái số đẹp ấy, số đẹp tứ chín lục chín đừng có gọi vào đây nhá, kể cả số đẹp mà gọi vào ban đêm ấy, gọi vào ban đêm thì kể cả số đẹp hay là số xấu thì tôi cũng chặn hết vì làm phiền, vì quá làm phiền. Thì có một số thành phần thì là không quen, đương nhiên là người ta không quen người ta sẽ vào nói linh tinh rồi, chứ còn quen thì người ta đã biết mình thì người ta không nói linh tinh rồi. Vào comment rất là giọng cà khịa, đó là cái thành phần giọng cà khịa. Cô Buffett vừa thôi, comment là cô Buffett vừa thôi. Tứ chín cả lục chín cô chả thích, bỏ mẹ ra cô làm trò, nó bảo thế. Thế thì lại là quá nhầm rồi, thà không phát biểu câu nào ấy, thà đừng comment câu nào thì người ta còn không biết là mình như thế nào. Nhưng đã comment ra rồi người ta biết là mình, ôi dồi mình chỉ tầm đấy thôi. Comment ra thì cô Trang hiểu luôn là cái người đấy người ta coi là cái số tứ chín lục chín nó quá to, người ta không với được nên người ta cảm giác thế. Còn tứ chín lục chín cô nói thật, cô dùng từ 2012 rồi. Cô mua một phát, cô mua xe Audi A5 này và mua một phát số tứ chín cả lục chín luôn, trong một ngày luôn. Thế đối với cô Trang rất là bình thường số ngũ chín nhá, ngũ chín và lục chín. Số ngũ chín cô dùng được 7 năm liền, 7-8 năm liền và cô 7-8 năm liền nhá, từ 2012. Đối với cô nó rất là bình thường, chả có gì cả. Số đẹp cũng như số xấu, quan trọng cái ý thức của con người, mà cứ gọi vào ban đêm làm phiền người ta thì cũng giống nhau hết, đâu quan trọng đâu. Nhưng mà khi những cái thành phần comment ra, mở miệng comment ra thì phải hiểu là mình đang comment cái gì, và phải hiểu cái người mà mình định chỉ trích ấy nó như thế nào. Nếu mà mình chỉ trích người ta sai, mình nên tìm hiểu trước đã rồi mình hãy mở mồm ra chỉ trích đó, đúng không? Mà mình chỉ trích sai thì đúng là kiểu cô nói là thà không mở miệng ra thì người ta còn không biết mình như nào, mở miệng ra người ta cảm giác là mình kém sang luôn ý, kém sang thật sự luôn ý. Đối với những cái bạn mà nói vối vếu sệ quá cô cũng chẳng quan tâm, tại vì thứ nhất là mình đẻ ba con rồi, thứ hai là cái ngực của mình là ngực theo kiểu giọt nước, ngực kiểu ngực Tây, nó kiểu dễ sệ nó mới đẹp, chứ còn ở bên Tây người ta không chuộng ngực căng và ngực tròn đâu, người ta không chuộng những cái ngực mà căng mà nhìn nó không được chảy chảy đâu, người ta thích cái ngực nó hơi chảy chảy một chút thì nó mới sexy và nó mới gợi cảm. Nhưng mà nói ra câu đấy thì bảo là cô Trang sang nước ngoài mà sống đúng không, nhưng mà thực ra là mình nói thế để mà mình bằng lòng với những thứ mà mình đang có thôi, vì mình sinh ba em bé rồi làm sao mà đòi được ngực như là các bạn mà chưa sinh nở. Đó, thì khi mà mình không bao giờ mình khoe ra những thứ mà mình có trong tay thì các bạn ấy không biết, nên các bạn sẽ hay vào comment những cái giọng cà khịa rất là nghe rất là bực mình. Thề vì bực mình nhất là khi mình comment ra mọi người bảo mình bốc phét, công nhận không, mọi người công nhận một điều đó đâu không, mà rất gọi là ức chế không tranh cãi lại thì những cái thành phần mà không biết đến mình, người ta không biết mình từ trước đến giờ như thế nào, thì người ta nó cứ được đà nó nói là mình bốc phét. Và xem lại nhá, xem lại 2013 đi, xem lại lúc đấy là tôi đã dùng cái số ngũ chín và lục chín rất là lâu rồi đó. Vì khi mà những cái thành phần như thằng Tân Vũ này, thằng Tân Vũ là cô sẽ chặn. Vì sao? Vì ở Facebook cô không phải là tưởng nói gì là nói, cứ thích nói, cứ thích mở miệng ra nói gì nói nhục mạ người khác, nói rồi đổ vấy cái mà không đúng sự thật cho người khác, kiểu anh Hùng Bàn Phím ấy, không được. Vì Facebook người nào người ta có quyền, người ta có quyền tối thượng, quyền khóa mõm bạn lại vì bạn sủa lung tung, chứ không phải bạn thích bạn vào bạn nhục mạ người khác, bạn nói người khác là như thế này như thế kia, không được.
vào phê cái thằng Tân Vũ nhá, tao sẽ chặn mày. Xin lỗi mọi người nhá, để chặn cái thằng thằng Tân Vũ rồi đó. À, sao không thấy Facebook nó đâu nhỉ? Chân cô bị ngã. Sorry mọi người một chút nhé, để cô chặn nốt cái thằng này. Facebook của con gái ở trên mạng ấy, những cái Facebook của con gái ở trên mạng mà xinh xinh, người ta thường xuyên lên clip hay người ta thường xuyên đăng ảnh đẹp lên để cho mọi người ngắm ấy. Mọi người không thích thì mọi người có thể ban link người ta đi, hoặc là không xem. Nhưng mà đã được xem free rồi thì nên im lặng. Nếu mà không được lời khen người ta thì nên im lặng, chứ không phải là được, chứ không phải là có cái quyền mà nói, thích nói gì thì nói đâu. Không thể tìm được cái vừa thấy hiện lên ở đây là cái thằng Tân Vũ đâu nhở, không tìm thấy luôn ấy. Ngày xưa cô Trang rất là hiền, thật sự là hiền ấy. Không bao giờ cô chặn một người nào đó đâu, kể cả người ta vào nói dạng như là không đúng về mình rồi nói các kiểu, nhưng mà không bao giờ chặn đâu. Vì nghĩ là mình sự thật, mình đồng hoàng, làm sao phải chặn. Dạng như tính nghĩ, luôn nghĩ thế. Nhưng mà sau này mà khi mà nổi nổi rồi ấy, quá nhiều AT rồi, người này người kia, người ta không thích, người ta ghét, người ta nói rồi như thế này kia, nhưng mà chẳng hơi đâu mà nói lại chúng nó, mà phải chặn luôn. Một cái sự chặn nick là một cái sự mà ban phước cho chúng nó một cái cay cú, rất là cay cú, là không thể vào Facebook của mình sủa nữa. Nếu mà chúng nó có không sủa ra cái lời như thế thì chúng nó vẫn vào Facebook của mình, chúng nó ngắm ảnh mình, chúng nó xem mình live stream hàng ngày. Đó, chúng nó vẫn còn được một cái mà được một cái quyền lợi như thế. Nhưng mà khi chúng nó sủa ra rồi thì mình sẽ ngăn chặn, không cho chúng nó có cái quyền lợi như thế. Tại sao? Đúng không? Hiếu ơi, Hiếu ai xin đây. Bọn em có nhìn thấy Hiếu ai xin đang xem buổi livestream này của cô đúng không? Xem lại cho chị cái link Facebook của cái thằng Tân Vũ ấy, để chụp lại cho chị, để chị tí cho chị chặn cái thằng đó. Kể cả bây giờ những nhân viên của cô cầm máy, trực máy, những cái bạn mà check comment cũng thế. Check comment mà những cái chớm, mà cái giọng mà dạng cà khịa hay giọng kích động, dạng kích động của Facebook chính của cô ấy, là cô khóa mõm hoàn toàn, chặn hoàn toàn để không cho vào xem ảnh nữa. Đã vào xem ảnh gái đẹp rồi, xem ảnh gái đẹp, xem livestream của gái đẹp người ta giao lưu ấy, là một cái mà mình cũng thích rồi, mà lại còn vào sủa linh tai linh tinh thì không có cái quyền mà được xem đâu. Làm gì có cái quyền được xem như thế, vừa xem lại còn vừa chửi người ta. Lớp học của Trang bây giờ cũng khá đông rồi, hơn 700 bạn rồi, khá là đông. Nhưng mà vừa rồi thì cô Trang lên lớp một tiết thì nó hơi xảy ra một số vấn đề xoay quanh đó, nên lâm ra vừa rồi là cô Trang cũng vào lớp học kín để thông báo thay đổi một chút thôi. Nhưng mà nhiều bạn thì hỏi tại sao là lớp học thu phí thì nó khác gì ở ngoài, nó khác nhiều chứ các em, khác rất là nhiều. Phải những bạn vào trong lớp học kín thì mới biết là nó khác như thế nào. Thứ nhất là gần như nhá, đa số là những ảnh và clip trong đó sẽ là không con trai cô đang có bảo mẹ lâu quá đang đói. Gần như những cái hình ảnh và clip ở trong lớp học chính của Trang thì sẽ không có, gần như nhá, sẽ không có ở ngoài. Và đương nhiên là những hình ảnh trong đó sẽ sexy hơn rất là nhiều, sẽ sexy và gợi cảm hơn rất là nhiều những hình ảnh ở ngoài. Độc ý, hình ảnh độc ở trong đó. Và thứ hai nữa là hàng ngày là sẽ có những cái hình ảnh và clip đó up lên. Thứ ba hàng tuần ấy, thứ ba mới đây là
mới toanh luôn, một tin mới toanh cho các lớp cho các học sinh lớp học trong lớp học cô Trang là thứ ba là cô Trang cho thêm là mời thêm các bạn hai bạn trợ giảng cho cô Trang. Lead trực tiếp giao lưu cùng các em. Đương nhiên là lead là lead gì? Lead 18 cộng. Các em đừng nhầm lẫn là 18 cộng với cả sâu sách nhá. Không có sâu sách, không có khỏa thân 100% đâu. Nên những bạn nào muốn đăng ký vào lớp học kín cổ Trang cũng đừng hỏi một cái câu mà thừa, là một cái câu là cô ơi có sâu sách hay là có khỏa thân 100% không, thì không có nhá. Không bao giờ có vấn đề đó đâu nhá. Vì cô Trang là cô Trang hướng đến là một cái dạng như là 18 cộng nhẹ nhàng thôi, về cái trao đổi về chuyện tình dục mọi thứ và xoay quanh cái chủ đề đó. Đương nhiên là cô Trang đứng lên lớp hay là những bạn trợ giảng thì sẽ ăn mặc rất là sexy, nói chung là nói trắng phớ là sẽ mặc đồ lót, đồ ren mỏng đó. Đó là các bạn trợ giảng sẽ lên vào thứ ba. Đương nhiên là các bạn trợ giảng đó rất là đảm đang rồi, rất là đảm đang, rất là xinh đẹp đảm đang. Và thứ sáu là cô Trang sẽ lên lớp chính, lên tiết chính là 45 phút đó. Thì có rất là nhiều thứ xoay quanh cái tiết học chính của cô Trang là sẽ hướng dẫn các em về những tư thế trên tư thế quan hệ trên ghế tình dục, và hướng dẫn cái cách mà sử dụng sex toy, rồi sử dụng oral sex miệng hay là làm cho phụ nữ lên đỉnh bằng bằng miệng như thế nào đó. Nói chung là còn nhiều thứ nữa mình không thể nào mà bật mí ra đây được, phải dành cho những cái bạn vào lớp học thì mới làm bắt được. Đó thì là cô Trang phổ biến cho mọi người để mọi người hiểu hơn về lớp học của cô Trang nhá. Chứ không có, đặc biệt là không có chuyện mà không có chuyện là hỏa thân 100% hay là sâu sắc đâu nhá. Nên các bạn đừng lầm tưởng nhá, đừng có hỏi thừa nhá. Rất là nhiều bạn hỏi thừa và nên rất là nhiều bạn mà bảo chứ cô ơi cô em chuyển khoản cho cô hẳn 500k, em chuyển khoản cho cô hẳn 500k, cô sâu, cô call video để sâu cho em. Mình bảo thề 500k của em to quá, không dám nhận. To thật sự cô không dám nhận đâu, cô từ chối. Và cũng là rất là nhiều bạn mà muốn học 1-1 với cô ấy, là hỏi kể cả học 1-1 với cô. Nếu mà cô có thời gian thì cô sẽ dạy 1-1, nhưng mà dạy 1-1 thì chưa có thông báo chính thức về cái việc dạy 1-1 của cô. Nhưng mà kể cả dạy 1-1 hay là lớp VIP, lớp siêu VIP, super VIP thì cũng không có chuyện khỏa thân 100%. Và có cái lớp siêu VIP thì dành cho ít thành viên hơn, là lớp 5 triệu một tháng. Nhưng mà lớp đó thì có khác gì với cái lớp thường không? Không hề khác, không hề khác gì cả. Tính tại sao thu đắt hơn là vì những cái thành viên đó yêu cầu một cái lớp học chất lượng mà ít người vô. Các những cái thành viên đó là không muốn ảnh hưởng đến danh tiếng hay là lộ danh tiếng, nên đâm ra người ta chấp nhận bỏ ra 5 triệu đắt hơn rất là nhiều so với lớp học thường này để người ta vô, để đạt được cái sự kín đáo hơn. Chứ không có cái gì khác hơn, không phải có cô Trang sâu rất hay sâu khỏa thân 100%, không có đâu nhá. Rồi bây giờ khá muộn rồi, con trai cô đang chờ từ nãy giờ rất là đói, mặt ngủ siêu rồi. Bây giờ cô xin phép cả lớp để được xuống nhà làm đồ ăn cho em con cô. Và cũng chúc là mọi người có một ngày mai, có một ngày đầu tuần vui vẻ, rực rỡ, nhiều năng lượng nhá. Bye bye. Hôm nay các bạn nhớ chia sẻ các bạn nhớ chia sẻ buổi livestream này cho cô Trang nhá. Bye bye.